Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị mini nhà mình nha. Đây, đây là một cốt bầu đất green, lũ thép luôn nha mình, cây rất là già luôn. Đây, lũ thép này, lọc non đi này, quá sung luôn nhà mình, đây, nụt nà luôn. Cái này có mã số là 312, có cái hoành là 41 nha, cao là 28, tới cái đầu thân chính nha, cây mini. Cái này giao lưu nhanh với nhà mình là 450 nha, bao ship. Cây nhỏ mà rất chi là duyên luôn nha mình, lọc non đi quá khỏe luôn. Cây này về là mình lên cái chậu mới cho em, nói cây rất chi là duyên luôn nha, duyên dáng luôn. Mình xem tham khảo nha, ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 312, giao lưu nhanh với nhà mình là 450 bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.